tăng chân hoa chùm băng Su-34, Su-27 rồi bỏ rửa sĩ rộng ca vi bà hà giang khăn đòi trôn rồi bỏ Ukraine. Dũng tâm ca chốc sai rồi bỏ xa bỏ rửa miên kêu Independent, chốc sai ca bị thăng ngay tì đắp tụ lá bán lại đăng thả. Con cầm lăng nơi con tốp Ukraine, bán bác bắt bắt ca đòi chốc chạy, rồi chăng tư nâng rửa sĩ, đòi ca vi bà hà bánh tư lơ mù lực thảm, tốp ạc ca rồi bỏ rửa sĩ. Bánh tư lơ chung rung nơi ca bỏ mô bỏ đông rồi bỏ dân hoa châm băng rửa sĩ, Su-34 nâng Su-27. Bà dũng tâm ạ kẹ xin át ca, con tốp Ukraine, con đài ní ca vi bà hà bán ca lăng phim បន្ទាប់ពីអាញាធរនៅតំបន់អាឌីជាក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបានប្រកាសអាសន្នថាដែនដីអាឌីជារងការវាយប្រហារហើយដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបណ្ដាញព័ត៌មានតេឡេក្រាមរបស់រុស្ស៊ីអាស្ត្រាបានបញ្ជាក់ពីស្នូបន្ទុះលាន់ខ្លាំងនៅក្នុងបរិវេណនៃទីបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងនៅជំរំនៃការប្រមូលផ្ដុំយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីស៊ូ-27ស៊ូ-34 ក៏ថាត់នៅលើមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងនោះមានស៊ូ-34ស៊ូ-35មានឧទ្ធម្ភាគចក្រអឹមអាយ8ហើយស៊ូ-27ក៏ថាត់នៅទីនោះដែរគឺរងការវាយប្រហារប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានបើកការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងនៃអង្គភាពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនដោយសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ប្រទេសនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតរបស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះការពីថ្ង
ស្ទុកគ្រាប់នេះក៏ត្រូវបានមើលឃើញលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរប្រជាជនអ្នកស្រុកបានទៅថតយករូបភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមូលដ្ឋានតបអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលរងការវាយប្រហារនេះវាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃទីក្រុងម៉ៃកុករបស់តំបន់អាឌីកាហើយវាចម្ងាយ430គីឡូម៉ែត្រនៃសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នាជួរមុខរវាងរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែន មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលរងការវាយប្រហារនោះវាគឺជាកងទ័ពអាកាសលេខ272របស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះសារព័ត៌មាន Defense Express របស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការវាយប្រហារនោះគឺមានយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីតាំងនៅរួចស្រេចទៅហើយតែយ៉ាងណាក៏ទោះជាមានការអះអាងរបស់អ៊ុយក្រែនដូចនេះក៏ដោយក្រសួងការពារជាតិប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានឆ្លើយតបប្រតិកម្មជាផ្លូវការណាមួយនោះទេរុស្ស៊ីតែងតែប្រើប្រាស់ប្រលៀន យន្តហោះរបស់ខ្លួននៅតំបន់នោះដើម្បីគ្រប់គ្រងតបស្មើជើងរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងស្ថានភាពដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរកទីបញ្ចប់មិនឃើញនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរហ្សេឡេនស្គីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតចំពោះបបផែតនៃការធ្វើសង្គ្រាមការពារសេរីភា
sai thả lúc Zelensky ban đã bằng hành tới mê đặc nôm ở rộp chi trần nếu phán ca rộp bọc luôn đang bay thư dàng ná ai mê đặc nôm ở rộp tiếng nụ miễn chùm nưa chật căn tay trần thêm tiết tới lưu tì krong kiểu ai bằng thêm chùm núi bằng thêm tiết lúc Zelensky ban tới tì krong lòng chụp chùm mùi nâng nà dụ rộp mần trầy ông lê kứ stâm bơ ai có ban chụp nâng à kẹt lê khá thị ca ông ca dô thiên nà tốt
tớp nâng châu căn đầm này thầm ấy, lúc Mark Rutte, à tây tạ nây dụ rộm ảnh trầy, nây bà tế hồ lọc. Còn nông đầm nào xoay như rau ca quam trô, bàn thaym tiết bì ở rộm ní, cứ lúc Zelensky, tổ tuôn bàn ca bạch nhà chất chết thầm ấy, tiết bì nây dụ rộm ảnh trầy ổng lế, bì ạ kẹt lê khá thị ca, dô thiên nà tô Mark Rutte. Bàn thaym lần ní, lúc Zelensky, bàn chúp nâng, bà thiên liệt thập đầy bà răng, lúc em mà nơi ai mà cổng phong đại. Đầm bây xoay như rau ca quam trô bì bà tế bà răng, chùm phúc bộ bà hát bà chìa chùn ủy gránh, bà giúp nơi xa mô rộp hùng, tục tố nâng ca chliên biên rộp bà bà tế rù xì. Phán ca chê châm nè rộp bà lúc Zelensky, ní có bàn đạc bằng hành phong đại, tư lúc châu Biden, bà thiên liệt thập đầy xa rộ ảm rích, ca đại lúc Zelensky, tư châu rùa mà hà sàn bát ông ca xa bà chìa chết, ca bì thang ngay tìm bà bây cảnh nhà cả lòng tình đi. Yang na tu sanak ka chit robos lok Zelensky ni trâu ban ke rompeng tha lok tveu tumneak tumnong dambei totua ban ka tuk chit chi mun san pi puok me dak nom Europ mun nang lok tveu damnaer te kan prateh Alamang dambei chou ruom kech prachum nei krom prateh ka pi chit samrap Ukraine 50 prateh neu leu tak dai nei prateh Alamang hai proput teu neu thngai ti 12 khai tola ke rompeng tha me dak nom chi chran nang chou ruom neu knong kech prachum ni hai mien tieng prathinia thap dai sarot Joe Biden có ai châu rùm phong đại. Chứ mùi khi này, cả đã Ukraine bởi các bí ca chụp chạy bánh thơ lơ một thàn tổ bởi các rộng rộng xí đại tục tự đo dân hoa châm băng rộng rộng xí nụ. Vìa có các lãng tình tâm nâng Ukraine bàn xoay rộp các công trô vì xa mạch chắc NATO đảm bay ôi Ukraine. Miễn sức khăn ông ca pra mì xìl bánh châu tự kháng khăn ông tật đầy rộng 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 xí đại trừ pra chứ mùi nâng trôn rộng rộng Ukraine. Lúc Zelensky cũng phung tại xoay rộp thả ta ở mập đo bị nì Ukraine cua tại bán sức thị chi plơ ca hơi rừng nữ đâm bấy banh mì xìl bọc bộ bạch chạm vật tế chỗ tức nông tức đầy rô xì đại việc nghĩ banh chom tì tăng xâm khăn nây dô thi rô bọc rô xì đối chiêu mô than tòa bạc rô bọc rô xì tì tăng stop rình nâng tì tăng khliang crop rô bọc rô xì phong đại đại thamay thamay ní Ukraine bàn banh trôn rôp rôi cường hỏi trôn nốt bàn bê bà hà tự bà chom khliang stop crop giang thông rô bò rù xì hỏi phía tràn tàu bàn kê ri ca thả khlén cho crop đè rộng ca chè nốt cứ chứ crop đè tướp nâng dọc một bì bò tê cà rê kháng chừng đáy giang ná viên mân mên chư lực tì mùi tì đáy trôn rô bò Ukraine hò rì dạ châm ngài chẳng ngài bánh châu tự kháng không tắc đầy rô bò rù xì hỏi viết chom thư lơ mù lô than tò bạc ca rô bò rô tê mà ha âm nách nì cân lông mộc trôn rô bò Ukraine có bác ca vi bà ha đội nì rô hốt đau viết chom mù lô than tò bạc ca nâng viết chom chùm rung dân học tùm lẹ cổ bay rô bò rô xì tu mà phê bì nâng tu mà rôi học sập tiệt phòng đã sắp sân chi dân học bảo phê thun thung ngôn chi dân học chút tất xác đo sống khăn bằng phật đã vì ai tục cổ mì xì nâng cổ nơi khí ạ tiệt phòng Russia ban pro ca thả cáo vi pro ha đã trốn ra bỏ Ukraine nơi đầm nạc ca trong cõi ní miên phiếp sân thúc giang khlăng tại Ukraine an thả luôn kế miên sân mặt tập hiệp báo cáo vi pro ha châu kháng khăn ông tất đây ra bỏ Russia đòi trốn ra bỏ luôn ní vì chỉ tốt là dạng phiếp mùi phong đá nông ca chlai tốp sân kìm trốn rồi viên Russia nâng Ukraine cáo vi pro dụt khnia đòi trốn miên mưu bạc ní chiến lược đâm bông hỏi chắc tăng phí sân kìm lục lực tì pì mộc